Dưới thời của ông Gia Long thì có một nhân vật người ta hay gọi là cha cả, các anh chị, Lăng cha cả ở đường Cộng Hòa đó, cái dòng xây Lăng cha cả ở đường Cộng Hòa Sài Gòn đó các anh chị. Cha cả còn gọi là cha Bá Đa Lộc là một nhân vật hết sức hỗ trợ cho vua Gia Long Nguyễn Ánh. Ổng là người Pháp, một linh mục người Pháp. Ổng hết sức hỗ trợ cho mối bang giao của Pháp với nhà Nguyễn. Và ổng là một trong những người tích cực truyền bá, ổng còn soạn cả từ điển, ổng còn là một trong những nhà văn, truyền bá văn hóa phương Tây vào Việt Nam. Rất sớm hay không gì? Rất sớm. Nhưng mà bây giờ các anh chị thấy Lăng cha cả, bây giờ cái dòng xây chỗ Cộng Hòa là nó thành cái trái địa cầu cho bá lửa gì là đúng không các anh chị? Rồi treo cờ đảng, treo cờ cờ tỉnh Phúc Kiến, cờ đỏ sao vàng Phúc Kiến Trung Quốc lên. Các anh chị đó, bây giờ rất là nhiều người Sài Gòn không biết Lăng cha cả. Cha cả nằm ở đâu không biết, không biết, mà thậm chí họ cũng không biết cha cả là ai, không biết cha Bá Đa Lộc là ai. Nhà thờ Đức Bà ở quận nhất, các anh chị, nhà thờ Đức Bà là một trong những công trình rất đẹp đúng không ạ? Thì phía trước nhà thờ Đức Bà ngày trước nó không phải là tượng của Đức Mẹ, không phải là tượng của Đức Mẹ mà là tượng của cha cả Bá Đa Lộc nắm tay một cậu bé nhỏ vậy, nắm tay cậu bé nhỏ vậy là mặc quốc phục, tức là mặc áo dài của chúng ta, áo dài khăn đóng đó. Nắm tay một cậu bé nhỏ mặc quốc phục. Cha Bá Đa Lộc nắm tay ai các anh chị biết không? Cái tượng đó đó. Nắm tay Hoàng tử Cảnh là con của vua Nguyễn Ánh đó, vua Gia Long Nguyễn Ánh. Hoàng tử Cảnh là con nuôi của cha Bá Đa Lộc. Hoàng tử Cảnh là người theo Tây học, rất là giỏi tiếng Anh và tiếng Pháp, đi du học ở phương Tây. Hoàng tử Cảnh là một trong những người đầu tiên, là người đầu tiên, là nhân vật hoàng gia, là chính trị gia, có thể gọi là chính trị gia, hoàng tử là chính trị gia cái gì, là chính trị gia đầu tiên của Việt Nam được tiếp kiến tổng thống Mỹ. Cho tới bây giờ nói thiệt, những ông chính trị gia của cộng sản, những ông tổng bí thư hay là chủ tịch nước hay là thủ tướng của cộng sản mà muốn gặp tổng thống Mỹ bây giờ, thời điểm bây giờ, khó dàn trời mây, khó dàn trời mây, phải tạo cái sự kiện gì đó, có cái lý do gì đó thì mới gặp được, chứ không có ngẫu nhiên, sắp hèn, sắp lối rồi mới gặp được. Còn trong khi Hoàng tử Cảnh là được tiếp kiến, họ chủ động tiếp kiến tổng thống Mỹ rồi các anh chị. Thì cái tượng đó bây giờ cũng bị đập bỏ rồi các anh chị. Thành ra đâu ai biết cha cả là ai, đâu biết Hoàng tử Cảnh là ai, không biết. Thậm chí thì Gia Long, công trạng của ông, người ta cũng không biết là ai luôn. Thành ra quay trở lại, cha cả Bá Đa Lộc là một trong những người đặt nền móng văn minh cho Việt Nam chúng ta, cho đàn trong của chúng ta. Mà bây giờ con cháu chúng ta, chúng ta muốn văn minh không? Chúng ta muốn cường thịnh không? Chúng ta muốn tự do nhân bản không? Chúng ta muốn được như phương Tây không? Muốn mà những người có công với văn minh, đặt nền móng cho văn minh cho dân tộc chúng ta, chúng ta không nhớ, chúng ta không biết, chúng ta đập phá, chúng ta xóa sổ lăng của họ, còn đập phá và xóa sổ nữa, tượng của họ còn đập phá xóa sổ nữa. Thì chúng ta làm sao mà được văn minh, tự do và nhân bản, đất nước làm sao được cường thịnh? Phải không các anh chị? Những ngày thiêng liêng, chuyển giao trời của trời và đất như Tết, chúng ta không biết gì về họ, cho nên chúng ta được hưởng một cái Tết Thái Bình. Mà chúng ta không nhớ ơn những người dày công đi để gây dựng nên mảnh đất này, gây dựng nên tổ quốc này. Thì thua rồi. Phải không các anh chị? Rồi, nhân vật khác cũng gắn liền.